hồng hoàng chút nào. Được, vậy thì ta sẽ cắn lá của người tan nát. Ôi trời, đây nè, con sâu kia, con sâu kia, tính ăn thịt kẻ xanh của ta hả? Được rồi, ta sẽ mừng thịt luôn nhà ngươi. Làm gì bây giờ? Đúng rồi, qua nhà đốc cực khỏe là chắc ăn nhất. Chờ đó. Đừng có cắn em nữa mà. À, đừng có khóc. Ta sợ con gái khóc lắm. Đừng ăn hiếp em nữa nha. Rồi, kể từ nay chúng ta sống hòa bình. Kiểu này chắc là phải ăn đất để sống rồi. Cả thế giới này đều coi thường anh. Anh buồn lắm. Có em chịu làm bạn với anh thì anh vui rồi. Đời anh buồn lắm em mà. Kiếp làm sao có gì vui đâu. Chán vô cùng vô tận. Ôi, môi anh nứt hết rồi. Mỗi lần anh nói nhiều là bị khô môi. Nứt vậy á. Đông tôi khỏe, đông tôi khỏe. Mau 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 phụ Huỳnh Đông đi cứu Cải Xanh. Cải Xanh đang bị sâu tấn công ngoài kia kìa. Ủa, vậy hả? Đi, chúng ta đi liền. Đông tôi khỏe, đông tôi khỏe. Cứu sâu đi, sâu bị đứt môi hết rồi. Như vậy là sao? Bây giờ cứu ai nè? Huỳnh Đông cũng đâu hiểu chuyện gì đâu. Ủa, Cải Xanh, vậy là sao? Con với anh sâu làm quà rồi. Không đánh nữa. Đó tôi khỏe mau giúp anh ấy đi. Môi anh ấy bị khô, nước nẻ hết rồi kìa. Ờ ha, Cải Xanh nói anh mới nhớ á. Đúng rồi, đó tôi khỏe. Không biết dạo này thời tiết thì sao á. Môi Quỳnh Đông nè, lâu lâu bị khô, nứt, có khi còn chảy máu luôn á. Đó tôi khỏe có cách nào sẵn giúp cho Đông rồi giúp cho sâu luôn đi. Nói tới nứt nẻ môi, sao không gọi em ra hả? À đúng rồi, có Nha Đam là Quỳnh Đông hết lo rồi nha. Ủa, vậy là Nha Đam có thể giúp Quỳnh Đông được sao? Tất nhiên là được rồi Quỳnh Đông. À, Đông hiểu rồi. Tại vì Nha Đam có tác dụng thanh nhiệt, cho nên mình sẽ dùng Nha Đam mình nấu chè. Mình nấu chè mình giải nhiệt, mình làm mát người, mình sẽ hết bị nước môi, đúng không? Xài bét. Vậy mình làm sao mới đúng hả Đốc Tục vậy? Thật ra với ai mà bị nứt nẻ môi do trời khô hanh, cộng với thể trạng người không khỏe, nóng hay sốt thì rất dễ bị nứt môi. Ờ, à, lúc này thì mọi người chỉ cần lấy Nha Đam, hay còn gọi là lô hội, thoa lên trên môi. Ngày từ 1 đến 2 lần thì môi sẽ nhanh chóng mềm trở lại, không còn khô và nứt nữa. À, vậy là Đông hiểu rồi. Mình chỉ cần lấy phần thịt, cái phần mà có chất nhầy nhầy nhớt nhớt á, mình thoa lên môi là mình sẽ hết, đúng không? Rất là khỏe. Lần này thì anh Huỳnh Đông đúng rồi đó. Làm như anh Đông đó giờ nói toàn sai không vậy? Thôi, anh có cãi thì cãi nhờ với Đốc Tôi Khỏe đi nha. Để Nha Đam đi với em giúp sâu liền mới được. Ờ, hôm nay tự dưng lo cho sâu đến mức độ bảo ta và Huỳnh Đông cãi nhau luôn hả? Thực ra con hy sinh bản thân con vì cái bạn rau trong vườn mà Đốc Tôi Khỏe. Chà 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 chà. Trời ơi, quý vị khán giả thấy không? Hôm nay Cải Xanh rất là cao cả. Tuyên dương Cải Xanh. Còn hy sinh hơn cả Thúy Kiều nữa đó. Bye bye mọi người. Trời ơi, dám so sánh với Thúy Kiều luôn. Thiệt, các bạn nhỏ trong vườn của nhà Đốc Tôi Khỏe là Đông chịu thua luôn rồi. Thời lượng đến đây cũng đã hết rồi. Quỳnh Đông, Đốc Tôi Khỏe xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả ở chương trình lần sau nha. Xin chào.